trời ngoài lạnh lắm, phải đợi nó lên đó. Được 3 đồng, 30 đồng á. Mình tự mua, mình tự chẹt nhiêu tiền bây giờ trong này là 59 đồng 70. Bây giờ mình chẹt 30 đồng vô nó sẽ trừ ra. Trừ ra 30 còn lại là 29 đồng 70. Chút nữa mình hỏi ra kia mình hỏi lấy. Giờ mình đi mua đồ tiếp. Chào các bạn, hôm nay là ngày Halloween, cả gia đình ăn pizza ha. Đặt 3 cái luôn mà chỉ có 4 người thôi. Hôm nay là ngày Halloween cho nên chỗ rất đặc biệt. Mua 2 cái được tặng cái ha, không là được tặng